Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem phần 4. Bây giờ ta bắt đầu xay đậu xanh. Ta bỏ vào đây 1 muôi đậu xanh, 2 muôi đậu xanh, 2 muôi đậu xanh. Bây giờ ta bắt đầu đổ sữa tươi vào. Ta bỏ vào hâm bịch rưỡi, 2 bịch sữa tươi đi các cháu ạ. Đó, 2 bịch sữa tươi đi. Chưa được 2 bịch mà tôi nghĩ là mình cứ cho là 2 bịch đi. Bây giờ ta bắt đầu đổ đường vào. Mình liệu mình cho thôi. Như đây này các bạn và các cháu để ý này đó. Đó, nước nhặt mình cho thêm. Hôm nay cô cho đại cô không có cân kẹo gì hết. Bây giờ ta bắt đầu xay đậu xanh. Để cô cho thêm miếng đậu xanh nữa cho nó mau đông. Cái này á, càng nhiều đậu xanh bao nhiêu thì càng mau đông bấy nhiêu. Thôi hôm nay mình cho nhiều đậu xanh cho mau đông. Ta cho thêm miếng đường nữa. Này cô không có cân gì hết, cô làm đại. Mình liệu mình cho nó ngọt thì mình cho thêm à, thôi mà nhạt thì mình cho thêm vào. Dừng cối. Nó hơi nhạt các bạn các cháu ạ. Có cho thêm miếng đường nữa. Đó. Cho thêm miếng đường nữa. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy là mình làm model mới. Kem này là vừa kem cây vừa kem bịch lắc lắc. Các bạn nhìn nè, ta đổ trong cái bịch ni lông rất là đơn giản, quá đơn giản luôn. Và ta bắt đầu, đây là một cái ống không có hai không có đầu, không có đáy. Các bạn và các cháu nhìn thấy nè. Hôm nay cô mới đi mua một cái ống này ở ngoài chỗ hàng tủ, họ đóng tủ và tủ kính ấy, 5.000. Cô bảo nó hàn, nó không hàn, cô làm như vậy luôn. Mình làm hai cái cho nó chắc ăn, nó khỏi có lũng nha các bạn và các cháu. Đó. Là như vậy, cô thật là chặt. Bây giờ cô bắt đầu đổ muối vào trong cái tô đá này đó. Và đổ muối vào cái tô đá này. Đây là một cái ca nước muối hồi chiều cô làm thử rồi. Cô làm bằng nước đá, bằng nước trắng mà nó đông. Về cô bỏ tủ lạnh bây giờ vẫn còn. Đây là nước muối nha. Hồi chiều á cô đem cô làm bằng cái cây mà nước đá không thôi, nước không thôi mà nó vẫn đông. Đó. Bây giờ cô lấy cái nước muối này cô đổ ở đây tận dụng. Đây là ca hồi trưa cô làm á, nhưng mà giờ cô tận dụng cái nước này. Bây giờ mình bắt đầu bỏ cái bịch kem này vào trong này đó, bỏ bịch kem vào trong này. Ta đổ đá và muối lên. Đó, muối nằm dưới đáy là phải bỏ muối vào. Các bạn và các cháu biết không,
đá thì không thể nào mà làm cho đông kem được, nhưng mà nhờ sự hợp tác của muối, đó là kết hợp của muối, cho nên là đá kem mới đông được. Chứ còn nếu mà nói đá không thì không bao giờ mà kem đông được. Đó, ta đổ như vậy, bắt đầu ta lắc. Ta lắc như vậy. Còn đây là một cái ống bằng nhôm, cô mua ở ngoài hàng đóng tủ nhôm kính đó. Bây giờ ta bắt đầu quậy cái này cho nó đều, ta đổ vào đây. Mình đừng đổ đầy quá nha các bạn, nó sẽ không đông. Và các cháu nữa, cô có quên miết à, nói các cháu lại buồn, các cháu bảo là cứ kêu bằng các bạn thôi. Đó, bây giờ ta đổ nước muối và đá vào đây. Muối sẽ nằm ở dưới đáy này đó, hết muối bỏ vào đây. Các cháu nhớ nha, đá thì không thể nào làm cho kem đông được, nhưng mà nhờ sự kết hợp của đá và muối thì kem mới đông được. À, cô quên, cũng là dễ bị lũng cái khuôn lắm. Mình bỏ cái khuôn vào trước đó, mình bỏ khuôn vào trước rồi mình bỏ đá vào sau cho nó khỏi lũng khuôn. Rồi cái khuôn này nó không có đáy, nó chỉ là cái bịch ni lông thôi. Cắm đũa vào, cắm nhẹ nhẹ thôi đó. Các cháu đừng có cắm mạnh thì nó sẽ lũng cái khuôn, tại vì cái khuôn này nó là bao ni lông ở dưới. Các bạn và các cháu nhớ nha, đó mình nó vào lắc nè. Kem này gọi là kem lắc. Hồi trước cô làm cái kem này cô bán nè, nhưng mà lâu rồi, cô nghĩ lâu rồi, hồi trước cô làm khuôn nhiều lắm, cô làm khuôn tròn, phải khuôn vuông như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mình đi đặt một cái khuôn thì họ không có làm, cho nên là cô mua cái khuôn vuông ở ngoài chợ như vậy này, ngoài chỗ hàng đóng tủ kính á, mà khuôn bằng nhôm. Chứ nếu mà khuôn bằng inox cũng đông, nhưng mà nó rất là lâu đông. Cháu nhớ nha, đây là hai cái ca kem. Đó, nó có lắc như vậy. Kéo như là nước muối nó chìm vào cái khuôn này. Và cái này thì lắc thoải mái, không sợ gì hết. Đó, mình để cái cây nó vào giữa như vậy. Bây giờ ta bắt đầu lắc lại như vậy đó. Cái ca mà có bị ni lông thì ta không sợ gì hết, không có sợ nước muối vào. Còn cái này tôi sợ nước muối vào, tôi phải nhắc lên như vậy đó. Nếu mà các cháu mà muốn làm ấy mà không sợ nước muối vào thì các cháu làm một cái miếng giấy kẹp như vậy đó, là không sợ nước muối vào. Hôm nay cô làm đại thôi, làm một miếng giấy kẹp như vậy này, đó là không sợ nước muối vào. Cháu nhớ ấn cái bịch sinh tố xuống nha, ấn cái bịch này xuống, đó, ấn bên dưới ấy. Tại vì nước muối nằm ở dưới, mà nếu mà nó nổi cho mà nó không đông được. Nó đông là nhờ muối, muối làm cho đá lạnh thêm. Chứ mà nếu mà bạn mà các cháu không chịu dìm cái bịch sinh tố xuống là nó không đông được đâu. Tại vì nó nổi lên trên, đá không thể nào làm cho đông được. Mà chỉ có nhờ muối nó tăng độ lạnh nó mới đông thôi. Đó, mình lắc như vậy. Đó, mình lắc như vậy. Cái muối nó lên thì muối thường nó nằm ở dưới. Các cháu nhớ khuậy muối lên nha. Muối như vậy nè, đó, muối nằm ở dưới. Muối nó nặng chỉ nằm ở dưới mà đá nổi lên trên, cho nên là nó rất là khó đông. Cho nên là phải cho muối nó lên trên nó mới đông được. Đó, quậy muối lên. Bên này thì mình dìm cái xuống, bên này thì mình dìm cái ấy xuống. Đó, còn bên này thì nó dìm nó chỉ có cỡ thì mình quậy cái muối lên, đó. Các bạn và các cháu nhìn nè.
Các bạn các cháu nhìn nè, bây giờ cô đã có một cây kem đâm rồi nè. Đó, bây giờ cô bắt đầu. Các cháu nhìn nè, đây ta cắt một cái kem đâm rồi, ta bắt đầu mở cái dây thun này ra. Cứng quá, tại vì cô cột chặt sợ nước muối nó vào. Đó, bắt đầu. Ấy, nước, quên. Nó lũng, nó không có đáy, quên. Ta bắt đầu rút kem ra. Đó, một cây kem rất là ngon, vô cùng là ngon, vô cùng ngon. Ngon không? Bác nhìn thấy không? Ngon, rất là ngon. Giờ cô bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ nó nhiều nước quá rồi, các bạn và các cháu ta chắc bớt nước đi đó. Chắc bớt nước đi. Xong rồi tao lắc tiếp. Lắc rồi. Lắc nữa đâu mà. Các bạn và các cháu nè, bây giờ ta bắt đầu ăn cái kem nè. Rất là ngon. Hồi chiều á, cô ra chợ, cô ra cái hàng mà họ đóng bàn ghế, đóng tủ nhôm, tủ kiến á. Cô mua cái này nè, 5.000. Bảo nó làm cái đấy không làm. Cô về cô cột bao ni lông luôn. Cái gì ngon không? Mai các cháu ra, cháu ra mua. Cái đồ thừa của nó á, khúc khúc rồi nè. Cô mua 5.000. Nhìn ngon không? Các cháu đừng đổ đầy nha, đổ lưng lưng thôi, nó mau đông hơn. Tại vì ở trên là thường thường nó đá, nó ở trên nó lâu đông. Bây giờ thì cô lấy cái bịch kem cái ca này ra. Đó. Mình đừng có rửa nha, các cháu và các bạn. Rửa thì nó chảy. Mình lấy cái khăn ướt mình lau. Đó. Ta bắt đầu lấy cái kéo ta cắt này đi này. Cắt đi. Nó mặn nha các bạn và các cháu, ta đổ ra. Nó hơi ít muối cho nó hơi mềm. Tại vì cái bịch này nó to quá. Bây giờ mình ăn thử. Ngon lắm các bạn ạ. Các cháu ạ. Ngon quá. Rất là ngon một dĩa kem. Kem ăn mềm mềm vậy ngon nè, cứng quá không ngon. Mà cô cắt là yên, cô ăn cái cây kem kia. Cô ăn cái kem này. Ngon không? Rất ngon luôn. Ăn kem này cứng không bằng cái kia. Kia ngon hơn. Cái này ăn nó mềm cũng ngon hơn. Đó. Rau lạnh vậy nè. Rất ngon nè. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn và các cháu. Chúc các cháu thành công và các bạn thành công.